Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Thế giới tu chân tập 29. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Đối với Tả Mạc, có một vấn đề cực kỳ nghiêm túc được đặt ra trước mắt. Làm sao xài sạch khoản tinh thạch khổng lồ này? Hắn nghĩ, gọi là nghiêm trọng tuyệt không quá. Nếu trước lúc Bồi Yêu tỉnh lại, khoản tinh thạch này không có xài hết, hắn tuyệt không còn một viên. Nguyên bản hắn đặt cược một khoản là vì không muốn tinh thạch rơi vào trong tay Bồi Yêu. Hiện tại thì tốt rồi, tình huống không chỉ không cải thiện, số tinh thạch hắn cần tiêu hết lại càng nhiều. Nhất định phải xài sạch trước khi Bồi Yêu tỉnh lại. Nếu là một khoản tinh thạch khổng lồ như vậy rơi vào trong tay của Bồi Yêu, Tà Mạc cảm giác mình khẳng định sẽ tức điên mà chết. Vì tỉ miễn loại tình huống hỏng bét này phát sinh, Tà Mạc quyết định lập tức hành động. Nhưng còn không đợi hắn ra khỏi sơn môn, đã bị trưởng môn gọi tới Vô Không Đường. Gần nhất tiếng tăm quá nổi, cần phải biết đê điều. Tà Mạc quyết định phải đê điều thành thật một chút. Nếu chọc giận trưởng môn, cuộc sống của mình cũng không tốt. Trưởng môn nâng chén trà, hớp một ngụm, thong thả nói: "Tiểu Mạc nha, nghe nói ngươi không muốn tham gia thi đấu nữa." Tà Mạc mặt dày nói: "Trưởng môn, không phải đệ tử không muốn, mà không thể. Ngày xem đệ tử bị thương còn chưa khỏe, tuy không biết đối thủ vòng tiếp theo là ai, nhưng khẳng định là cao thủ ngưng mạch kỳ, có bại vô thắng. Nếu như lại thụ thương, thương càng thêm thương, chỉ sợ sẽ gây ra ẩn dật cho tu luyện sau này." Đệ tử cảm giác đấu kiếm hội vốn là lịch luyện, đệ tử lần này thu hoạch rất nhiều. Nếu là vì một ý thắng thua mà thương tới căn bản, không phải là được không bằng mất sao? Trưởng môn như cười như không nhìn Tả Mạc. Tả Mạc lập tức cảm thấy có cảm giác không hay. Người lo lắng chu đáo: "Tốt, tốt. Chẳng qua hiện nay chuyện có chút biến hóa, có một tuyển thủ có việc rút lui, vì thế tất có một người trống. Thiên Tùng Tử tiền bối hết sức khen ngợi biểu hiện của ngươi trận trước, quyết định đưa chỗ trống đó cho ngươi. Ngươi phải biểu hiện thật tốt, chớ cô phụ kỳ vọng của tiền bối Thiên Tùng Tử. Còn về thương thế của ngươi, chớ bận lòng, sư phụ ngươi tự nhiên sẽ không khiến ngươi mang thương đi thi đấu." Tà Mạc lập tức ngây dại: "Còn phải tham gia tỷ thí sao? Đây chẳng phải là thua không có gì nghi ngờ sao?" Trận đấu của hắn đối với Triều An, chỉ thấy hắn tỏa sáng cùng thành công. Không ai nghĩ rằng ngoài việc chuẩn bị mọi thứ, ngay cả may mắn đều cực tốt mới có thể thu hoạch thắng. Hắn thông qua Phó Kim tìm được tư liệu về Triều An, tìm ra nhược điểm của Triều An, lợi dụng áp lực cực lớn mà Triều An phải chịu. Hắn cơ hồ nghĩ hết cách, toàn bộ dùng tới, có thể nói là phí hết tâm cơ, mới có thể may mắn chiến thắng. Trúc cơ kỳ cùng ngưng mạch kỳ có chênh lệch cực xa. Đối lại, bất kỳ một thí sinh nào, hắn liền nghỉ cơm. Trừ sát chiêu như âm hỏa châu là không thể sử dụng đại chúng, hắn cơ hồ dùng hết toàn bộ thủ đoạn. Trưởng môn muốn mình tham gia thi đấu sao? Mình lấy cái gì ra đấu? Hắn cảm giác như là đang mơ. Chẳng lẽ trưởng môn thật cho là mình đánh bại ngưng mạch kỳ tu giả như cắt thịt thái dưa sao? Không biết nha. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn trưởng môn, lập tức lại lắc đầu. Dù sao vẫn thấy trưởng môn chẳng phải là người ngu ngốc nha. Chính lúc hắn đang nghỉ ngợi, liền nghe thấy trưởng môn cười mị hoặc: "Người chuẩn bị cho tốt." Tà Mạc ảo não đi ra khỏi Vô Không Đường, một lúc đều chẳng tỉnh lại. Chỗ trống sao? Loại chuyện này cũng có sao? Lúc hắn thất thần ngồi trên chim ngốc, đột nhiên nghe được tiếng Bồi Yêu: "Đưa 5 viên âm châu cho ta." Đây tuyệt đối là thanh âm mà Tà Mạc không muốn nghe, tới mức mà thân thể của hắn đột nhiên cương cứng. Thằng này tỉnh lại lúc nào vậy ta? Chẳng qua hắn phản ứng cực nhanh, ngữ điệu Bồi Yêu hết sức nôn nóng, hiển nhiên là cần âm châu gấp. Hắn không nói hai lời, lấy ra 5 hạt âm châu nhét cho Bồi Yêu. Bồi Yêu lấy được âm châu liền tan biến. Tà Mạc lúc này mới cảm giác tim mình đập loạn. Đáng chết, Bồi Yêu sắp tỉnh rồi. Không được, phải đẩy nhanh tốc độ. Tà Mạc cảm giác như mông có lửa đốt, càng liều mạng thúc giục chim ngốc. Hắn có thể cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, miệng khô khốc. 198 viên tinh thạch cấp 4 trước khi thi đấu, dù là tinh thạch cấp 4 hắn cũng chưa thấy qua. Nghĩ tới khoản khổng lồ này rất có khả năng sẽ không thuộc về mình, Tà Mạc cảm giác chuyện nát bét, dục vọng tiêu đi tinh thạch càng cường liệt.
Tả Mạc lại một lần nữa đi tới Đông Phủ. Lần này hắn không ở dưới, hắn chạy thẳng tới sân giao dịch cao cấp nhất, Bách Bảo Phi Các ở giữa không trung Đông Phủ. Bách Bảo Phi Các là sân giao dịch tối cao cấp, bán ra là những vật phẩm cao sang nhất có thể mua được tại Đông Phủ. Mỗi pháp bảo trong đó đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nguyên liệu bày bán trong đó toàn là bảo vật chân hy hiếm có. Bách Bảo Phi Các là một đỉnh núi nhỏ, dùng vô thượng pháp lực luyện chế mà thành. Nó có thể vĩnh viễn trôi nổi bồng bềnh trên không trung mà không rơi. Cấm chế trên đó nhiều không kể xiết. Ngay cả kim đan kỳ tu giả cũng chưa từng dám náo sự tại Bách Bảo Phi Các. Đây là lần đầu Tả Mạc quang lâm Bách Bảo Phi Các. Nếu không phải trong túi có 198 viên tinh thạch cấp 4, hắn tuyệt không có gan tới địa phương cao cấp như thế này. Sơn thể không tinh lớn, phương viên 70-80 mẫu. Tiên nhạc du dương, khắp nơi là các loại linh thảo linh hoa. Tiên nhạc thế nào Tả Mạc không biết, nhưng linh thảo linh hoa khắp nơi, hắn lại am hiểu luyện đan nên vô cùng kinh hãi. Mẹ ơi, trong đây tùy tiện một gốc linh thảo linh hoa đều là những loại chân quý mà Tả Mạc chỉ có thể gặp trong Ngọc Giản. Điệp tu vi cấp 4, yểm nấm cấp 4, hỏa hồng liên cấp 4. Căn bản không cần phô trương, những loại linh thảo linh hoa cấp 4, cấp 5 tại kia, khách nhân nếu không có ví giày, ngay cả nhấc chân đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận dẫm lên một cây, bồi thường đều bồi thường chết người. Đa Bảo Phi Các, loại địa phương này vĩnh viễn không bận lòng người tới quá nhiều. Lúc Tả Mạc tới, bên trong chỉ có một vị khách, một trường quỷ mặc áo gấm màu đen có tia vàng tiếp đãi Tả Mạc. Hắn mắt cực sắc, vừa thấy Tả Mạc liền nhiệt tình tiếp đón. À, đây chẳng phải là Tả tiên sinh sao? Quý khách nhỉ? Quý khách, Tả tiên sinh thi đấu mang tới vinh quang cho Đông Phủ chúng ta, đánh giỏi lắm. Ha ha, tam liên hoàn, đương thời ta cũng kinh sợ. Này có thể tiếp đãi ngay là phúc phận của tại hạ. Thanh âm trưởng quỷ nhiệt tình lại không nịnh nọt, lời nói khiến cho Tả Mạc đắc ý, lại không thấy khoa trương, ngay cả âm lượng đều không chế vừa phải, sẽ không khiến khách nhân đang ở xa thường làm pháp bảo bị phiền hà. Càng khiến cho Tả Mạc kinh ngạc là vị trưởng quỷ có vẻ mặt hòa khí này lại là một tu giả ngưng mạch kỳ. Tả Mạc lúc này nhìn lại vị trưởng quỷ bên cạnh khác, quả nhiên cũng là ngưng mạch kỳ. Trưởng quỷ dạng này cũng không chỉ có hai vị, còn có hai trưởng quỷ ở bên, đều là ngưng mạch kỳ. Ngưng mạch kỳ tu giả làm trưởng quỷ, thủ đoạn này khiến chấn nhiếp Tả Mạc. Nghĩ tới trận tỷ thí, ngưng mạch kỳ tu giả đánh tới đánh lui, uy phong bát diện, mà tại Bách Bảo Các cũng là tu giả ngưng mạch kỳ, lại chỉ là một trưởng quỷ. Cũng không biết chủ nhân của Bách Bảo Phi Các là ai, lai lịch hẳn không chỉ lớn mà thôi. Khuôn mặt cương thi của Tả Mạc có chỗ tốt, vô luận hắn nghĩ gì, mặt cũng không lộ mảy may. Tả Mạc chấn kinh vì tu vi của đối phương, khẩu khí cũng hết sức lễ mạo. Đến xem có thứ gì vừa tay. Vị trưởng quỷ cười nói, cũng chẳng qua là nhiệt tình, nhưng không lạnh lùng. À, ngài cứ xem tùy ý, nếu như thấy cái gì vừa ý, tại hạ tỉ mỉ giảng giải cho. Chỉ nhìn một lần, Tả Mạc đã hoa mắt. Hắn hiện nay toàn thân ít thứ tốt, trừ ngọc giản nơi eo miền cường có thể đặt ở Bách Bảo Phi Các. Các thứ khác đều không thể lên trường. Thứ tốt nha, thứ tốt nha. Tả Mạc nuốt nước miếng, hai mắt tỏa sáng. Hắn không thể hốt sạch đống pháp bảo và túi của mình, nhưng khi hắn nhìn thấy cái giá được ghi, như có chậu nước lạnh đổ vào đầu. Thanh phi kiếm này là làm từ phách tinh nằm sâu dưới biển vạn dặm, mỗi phách tinh đều là cấp 4 trở lên. Qua danh sư luyện chế mài qua, phi kiếm này tổng cộng có 7 phiến tử kiếm cấu thành, biến hóa vô cùng đặc biệt. Thân kiếm có khắc bắc đầu, có thể dễ dàng cấu thành bắc đầu kiếm trận. Nếu như trong tay người thiện về phù trận như Tả tiên sinh, càng là có biến hóa ngàn vạn. Tả Mạc vừa nhìn thấy giá 600 viên tinh thạch cấp 4, tim phổi run rẩy, mắt liền vội vàng nhìn sang bên. Chiếc thiên cẩm bào này dùng 1.600.000 sợi thiên băng tầm tơ dệt thành. Thiên băng tầm cực kỳ cứng cỏi, phi thường khó thương, mà có thể tự động hấp thu linh khí chung quanh. Trên có 7 phù trận, thần diệu có tác dụng bất đồng, không có một cái không thực dụng. Mà năng lực hộ chủ của thiên cẩm bào là cực mạnh, chúng ta đã chuyên môn thử qua. Giá cả 500 viên tinh thạch cấp 4, Tả Mạc không dám ngẩng đầu lên. Tả Mạc như cưỡi ngựa xem hoa đi khắp quầy hàng. Mỗi pháp bảo đều tốt không thể tốt hơn, nhưng giá mỗi kiện đều khiến hắn tuyệt vọng không thể tuyệt vọng hơn. Về sau hắn hoàn toàn tê dại, trước trực tiếp
chỉ xem giá cả. Trưởng quỹ cũng không thúc, cũng không phiền táo, biểu hiện ra phẩm chất chuyên nghiệp tuyệt giai. Tạ Mạc đột nhiên thấy một kiện, giá chỉ là 100 viên tinh thạch cấp 4, hắn không do dự dừng chân. Một giới chỉ có dạng như vòng sắt an tĩnh nằm đó. Chú ý tới ánh mắt của Tạ Mạc, trưởng quầy tận chức giới thiệu. Nạp hư giới là một bán tàn phẩm, vô luyện chế giả tính luyện một nạp hư giới cấp 4, nhưng cuối cùng thất bại. Nạp hư giới này tốt hơn nạp hư giới cấp 3 nhưng lại kém hơn cấp 4. Vì luyện chế giả quen biết đông ra, giới chỉ này cũng gửi bán ở chỗ của chúng ta. Nạp hư giới, Tạ Mạc cuồng hỉ. Không nghĩ tới Bách Bảo Phi Cáp có bán nạp hư giới. Nạp hư giới là pháp bảo dùng để thu nạp. Bách Bảo Nang trên eo của hắn cũng là pháp bảo tương tự, cũng có thể thu nạp để dùng. Nhưng nạp hư giới là pháp bảo thu nạp cao cấp hơn Bách Bảo Nang. Nó không chỉ thu nạp được nhiều hơn, mà vật phẩm thu nạp trong đó không tăng thêm trọng lượng. Đây là chỗ lợi hại hơn so với Bách Bảo Nang. Nhưng độ khó khi luyện chế nạp hư giới lớn hơn nhiều so với Bách Bảo Nang. Trên chợ khó mà nhìn thấy, giá cả cũng cực cao. Nếu không phải lần này phát tài, Tạ Mạc không biết cần năm nào tháng nào mới có thể mua được một nạp hư giới. Nạp hư giới là pháp bảo cực kỳ thực dụng. Tạ Mạc cơ hồ không chút nghỉ ngơi, trực tiếp lấy ra tinh thạch, mua. Nạp hư giới tới tay, Tạ Mạc yêu thích không buông. Tạ tiên sinh quả nhiên là có con mắt tinh tường. Không gian nạp hư giới đạt tới 9 mét khối, lớn hơn 2 lần nạp hư giới cấp 3. Nhưng giá cả lại chỉ đắt hơn nạp hư giới cấp 3 là 30%. Nạp hư giới, tàng vật không nát không mục, dù là trăm năm vẫn tươi mới như sơ. Lấy vật cũng cực kỳ tiện lợi, tâm thần vừa động liền hiện ra trên tay. Trưởng quỷ khen, lại đưa cho hắn một ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại cấm chế chuyên dụng cho nạp hư giới. Cửa hàng tặng miễn phí. Tạ tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao. Cửa hàng đã khai trương lâu như vậy mà Tạ tiên sinh là vị khách hàng trúc cơ đầu tiên mua được nạp hư giới. Thực là thứ tốt. Tạ Mạc ném tất cả đồ vật đang có trong Bách Bảo Nang vào trong hư nạp giới. Thấy toàn thân nhẹ đi. Trong Bách Bảo Nang có đông lớn các loại tạp vật. Nếu không phải là hắn có chút thành tựu nhỏ ở Kim Cương Vi Ngôn, hắn đã sớm bị đống tạp vật đè chết. Hiện tại bỏ vào trong nạp hư giới, không có cảm thấy chút trọng lượng. Cảm giác này thật quá thư sướng. Không gian 9 mét khối, một đông lớn tạp vật, chỉ bất quá chiếm một góc nhỏ. Không gian lớn như thế có thể đặt vào vô số trận bản. Sau khi có nạp hư giới, phù dược lưu mới thật sự là phù dược lưu. Dù là trước hắn sớm biết, hắn vẫn cảm khái trước sự khác biệt giữa Bách Bảo Nang cùng nạp hư giới. Khó trách giá cả đắt đỏ, một viên tinh thạch một phần hàng. Cả khiến Tạ Mạc hài lòng là tạo hình nạp hư giới đơn giản, xem ra như là một cái vòng sắt phổ thông, không có chút thu hút. Nếu không biết, ai cũng không nghĩ tới cái vòng sắt này chẳng đáng chú ý tới lại là một nạp hư giới giá trị 100 viên tinh thạch cấp 4. Tạ Mạc biết rõ tu vi của mình quá thấp, nếu là quá rêu rao, không khác gì tìm chết. Đường thấy chỉ an tại Đông Phủ là tốt, chuyện giết người đoạt bảo, có người đột nhiên biến mất vẫn là không thể dứt tuyệt. Tiền tài động nhân tâm, người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong. Vô luận, ở đâu đều là thế. Hắn cũng không muốn vì một nạp hư giới mà vứt bỏ mạng nhỏ. Tạo hình xấu xí của nạp hư giới chính là hợp tâm lý của hắn. 100 viên tinh thạch cấp 4 là đáng giá. Tạ Mạc cực thỏa mãn, thầm tính, còn dư lại 94 viên tinh thạch cấp 4. Tạ tiếp tục. Trường quỷ có chút kinh ngạc trước tài lực hùng hậu của Tạ Mạc. Một chút cơ kỳ tu giả xài sạch 100 viên tinh thạch cấp 4 mà không biến sắc. Hắn lần đầu tiên nhìn tới, hắn nào biết Tạ Mạc đang giành giật từng phút với bổ yêu. Nếu không có bổ yêu, 100 viên tinh thạch cấp 4 đánh chết hắn cũng không bỏ ra mua nạp hư giới. Nhưng trước mắt, thừa dịp tiêu sạch, tinh thạch mới là của mình. Tuy mỗi lần bổ yêu đều lấy ra pháp quyết, tiếng là trao đổi ngang hàng, nhưng chỉ cần nghĩ tới thứ bổ yêu đem ra trao đổi, Tạ Mạc đã muốn học máu. Vô luận là thai tức luyện thần lần đầu hay là ma văn yêu hạch lần sau, không có loại nào không có tác dụng phụ. Về phần loại thứ thức hương, ngay cả tâm giết người hắn cũng có. Tiêu đi tiêu đi, không phải tội, tiêu chậm một chút sẽ rơi lệ. Tạ Mạc tiếp tục đi tới, hắn nhìn vào một ngũ sắc tháp. Ngũ sắc bảo tháp do có 5 tầng, mỗi tầng có một màu khác nhau. Tạ Mạc quen thuộc ngũ hành liền nhận ra đây là pháp bảo ngũ hành. Mỗi tầng đại biểu cho một hành trong ngũ hành. Trưởng quỷ giới thiệu, ngũ hành tháp
xuất từ một vị tán tu, Đường Sơ. Bản ý của vị tán tu này là muốn luyện chế một pháp bảo có khả năng tăng cường khả năng khống chế ngũ hành. Nhưng sau này tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt, pháp bảo này chưa luyện chế thành công thì bị người nhà bán cho cửa hàng. Pháp bảo này khá xảo diệu, 5 tầng tháp lâu, dù không dùng các loại tài liệu hàng đầu, nhưng để thu thập đủ cũng là khó có. Chỉ tiếc, đồng phù lấy kiếm tu vi tôn, tu giả tu luyện ngũ hành đã ít lại càng ít. Kiện pháp bảo này cũng ít người hỏi thăm, nghe nói là Tả tiên sinh còn kiêm tu linh thực. Kiện ngũ sắc pháp bảo này hết sức thích hợp với ngài. Nếu ngài có ý, cửa hàng cũng có thể miễn phí đưa tặng pháp môn luyện chế ngũ sắc tháp. Đây là ngọc giản do nguyên chủ nhân ngũ sắc tháp lưu lại. Tạ Mạc nhìn giá 50 viên tinh thạch cấp 4, hắn lại thấy thỏm thèm. Đồ tốt, chỉ là cái giá này... Trường Quỷ nghe lời hiểu ý, thực không may. Không phải tài hạ không nguyện ý, mà là cửa hàng không có mặt cả. Đối phương tuy nói là khách khí, nhưng giọng điệu hết sức kiên quyết. Xem ra là không thể mặc cả, Tạ Mạc thì thầm. Nhưng ngũ sắc tháp thực khiến hắn thích thú. Hắn nói, có thể cho ta xem một chút được không? Trưởng quỷ hết sức sảng khoái, lấy ra ngũ sắc tháp đưa cho Tạ Mạc, được ngay. Ngũ sắc tháp vừa vào tay, Tạ Mạc cảm giác ngũ hành khí tức hoạt bát. Hắn xuất thân linh thực phu, có thể nói là cực kỳ mẫn cảm với ngũ hành. Ngay cả sau này tu luyện kiếm quyết đều mang thuộc tính ngũ hành rõ nét. Kim mộc thủy hỏa thổ, từ đỉnh tháp tới đế tháp, theo thứ tự sắp xếp linh lực rót vào tháp, bảo tháp lập tức lóng lánh hào quang ngũ sắc. Tạ Mạc cảm giác ngũ hành khí tức trên tay tinh thuần chí cực. Vừa nghĩ, thầm vận tiểu phân vũ quyết đã phát giác hơi nước bốn phía bỗng chốc tụ tập trong tay của hắn, thật nhanh. Tạ Mạc thầm kinh sợ, so với hắn, tay không vận dụng tiểu phân vũ quyết còn nhanh hơn gấp hai. Pháp bảo thật lợi hại. Tạ Mạc lập tức ý thức đến giá trị của pháp bảo này. Có lẽ trong tay của người khác pháp bảo này không có đại dụng, nhưng trong tay của hắn lại rất hữu dụng. Đột nhiên sau người truyền âm tới thanh âm, ngũ sắc tháp này hợp với ngươi. Tạ Mạc nghe tiếng quay đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào đã có người đứng sau lưng. Là hắn. Tạ Mạc sửng sốt. Trước mặt hắn, một người đeo hắc sa đội mũ rộng vành, chính là tên đã tới tiệm của hắn cắt Hàn Từ Thiết. Tên tố này lai lịch cực thần bí, thực lực rất mạnh. Mấy trận đấu trước hắn đều dễ dàng giành chiến thắng, trên bảng đều xếp top 10. Cũng chính hắn đã đánh cuộc với Triều An, bức Triều An vào khốn cảnh, cũng giúp mình một việc không nhỏ không lớn. Đương nhiên, tự mình cũng không có giao tình. Tạ Mạc là không thừa nhận đối phương vì giúp mình mà đánh cuộc. Tố nói hết sức ngắn gọn, ta mua cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một việc. Trưởng quỷ đứng bên hai người đều hết sức hiểu ý, lui qua một bên, không quá nhiều hai người nói chuyện. Tạ Mạc càng cảnh giác, lắc đầu, không cần, ta tự mua. 50 viên tinh thạch cấp 4 không phải là con số nhỏ, tính ra là 25.000 viên tinh thạch cấp 3. Thù lao một lần giúp là 50 viên tinh thạch cấp 4. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là việc này không dễ làm. Tôi lấy ra một bình ngọc, thêm cái này, liệt hỏa đan của Triều Gia Bảo, 36 hạt, giúp ta luyện chế một đồ vật. Luyện chế đồ vật sao? Tạ Mạc hơi an tâm. Ca sợ nhất là đánh đánh giết giết nha. Chờ chút, lần trước mình luyện chế mặc hạt sen tí chết. Hắn vội hỏi, luyện chế cái gì? Luyện chế Hàn Thiết Từ thành kiếm phôi, Tô nói. Tạ Mạc quả quyết, không có khả năng, thứ kia là cấp 4, ta mất nhiều sức lực mới cắt xén. Luyện thành kiếm phôi, ta không có thực lực kia. Thanh âm của Tố vẫn không chút thay đổi. Ngươi có thể làm được, ngươi có thể luyện chế mặc hạt sen, lại có thêm ngũ sắc tháp, có thể luyện chế. Không nói mặc hạt sen còn được, vừa nói tới, tà hỏa trong đầu Tạ Mạc muốn bắn ra. Nếu không phải tên chết đâm chết chém trước mắt lộ ra tin tức, đơn hàng kia cũng không tìm tới cửa, cả thiếu chút là vứt cả mạng nhỏ. Ta còn giúp ngươi tiếp tiến top 10. Tô nói một câu nhẹ nhàng, lập tức đánh tan tà hỏa trong đầu của Tạ Mạc thành mây khói. Tạ Mạc máy động, hỏi thăm dò, vậy vòng thứ hai ta làm thế nào? Tô nói, vòng thứ hai của ngươi trống. Tạ Mạc thất kinh, thằng này quả là có chút thủ đoạn. Tin tức tuyệt mật như vậy, hắn cũng biết. Hắn vừa mới từ trưởng môn biết vòng tiếp theo mình trống, thằng trước mặt lại biết được. Nhưng điều kiện của đối phương khiến hắn động tâm. Bộ yêu dự tính rất nhanh sẽ tỉnh lại. Một khi bộ yêu tỉnh lại, tinh thạch lập tức đổi chủ. Hắn muốn thông qua mua
để giành lấy ngọc giản nhập môn phù trận của Côn Luân đã biến thành không thực tế. Nếu hắn giành được ngọc giản, cần phải thông qua so đấu. Tu giả tiến vào vòng cuối cùng tổng cộng có 100 người. Tuy là 100 người đều có phần thưởng, nhưng nếu xếp hạng quá thấp, hy vọng giành được ngọc giản càng nhỏ. Nhưng Tả Mạc luôn có cảm giác điều kiện của đối phương nhất định không đơn giản. Hắn quyết định hỏi rõ ràng trước. Kiếm phôi người nói phải luyện chế thế nào? Tô nói, mỗi kiếm phôi dùng Nguyệt Hoa Lưu Thương khắc lên một phù trận, tổng cộng 4 phù trận. Nguyệt Hoa Lưu Thương. Tả Mạc lắc đầu như đánh trống. Không có khả năng, không có khả năng. Nguyệt Hoa Lưu Thương không phải là tài liệu trước mắt ta có thể dùng. Hắn không chút khách khí chối từ. Nguyệt Hoa Lưu Thương tuy là cấp 3, nhưng lại là tài liệu cực kỳ hy hữu mà tính chất cực đặc thù. Danh phù kỳ thực là tài liệu cấp cao, cũng là cấp 3, nhưng có khác biệt tương đối lớn. Phẩm giai là một khái niệm tương đương mơ hồ, có lúc nó chỉ hướng ngang, có lúc nó chỉ thẳng đứng. Đây là phương pháp phân loại mơ hồ, cũng không phải là tu giả không đủ nghiêm cẩn, mà là vì rất nhiều vật tính phức tạp dẫn tới. Ví dụ như là trung dần hỏa thuộc về hỏa chủng cấp 2, đây chỉ ngang vì vật tính độc đặc của hỏa chủng. Cũng là trung dần hỏa, nếu thời gian dựng dục càng dài, sinh trưởng ở nơi linh khí càng nồng đậm, nó liền thành một loại lửa khác, hàn tử hỏa. Nếu nó tiếp tục trưởng thành, sẽ hình thành một loại lửa âm ba diễm. Trung dần hỏa là cấp 2, hàn tử hỏa là cấp 3, âm ba diễm lại là cấp 4. Bởi vì phẩm giai bất đồng, nó biểu hiện đặc tính bất đồng, tu giả sẽ xếp nó sang loại khác. Mà có vật thể, phẩm chất càng tốt, nhưng nó vẫn bảo trì nguyên mạo. Ví dụ như là hỏa long thảo cấp 3 cùng cấp 4, dù nồng độ linh khí cùng màu sắc của quả là khác nhau, nhưng vẫn có thể dễ dàng quy bọn chúng vào hàng thứ hỏa long thảo. Nguyệt Hoa Lưu Thương thuộc loại thứ hai. Nếu là Nguyệt Hoa Lưu Thương cấp 3, chỉ là trong các loại Nguyệt Hoa Lưu Thương, nó có tới 3 loại bậc. Trên thực tế, loại tình huống thứ hai là vượt quá loại thứ nhất. Phương pháp phân loại phẩm giai cũng đã xuất hiện vài vạn năm trước, ước định dần dần thành hình. Nguyệt Hoa Lưu Thương danh phù kỳ thực là tài liệu cấp cao, cô đọng nó cực kỳ khó, luyện hóa độ khó cực cao, tuyệt đối không phải là tu giả trúc cơ kỳ như Tả Mạc có thể luyện hóa. Tả Mạc rất hoài nghi, ngay cả Nguyệt Hoa Lưu Thương cấp 1, cấp 2, hắn đều không nhất định luyện hóa được, huống chi là cấp 3. Đơn hàng này không thể tiếp. Vô luận là luyện đan hay luyện khí đều có nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây không chỉ là thất bại mà còn cả hung hiểm. Linh lực hao hết, hồn phát hút ra. Linh lực nghịch hướng, độc tính xâm thể. Nhẹ nhàng thì bản thân trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Luyện hóa vật phẩm vượt quá năng lực của mình thì nguy hiểm tăng gấp bội. Tựa như yêu thú cần tu giả đi liệp sát, linh thảo linh dược đã sinh trưởng mấy trăm năm, mấy nghìn năm, thì sao có thể mặc cho người ta xâm lược? Thiên địa vạn vật tự có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Sinh linh nhìn như nhu nhược mảnh mai, nhưng trong thân thể của nó ẩn chứa sự hung hiểm cùng dữ dằn, có thể dễ dàng khiến cho người ta tử vong. Tả Mạc tuy rằng bình thường làm chút sự tình mạo hiểm, nhưng từ bản chất mà nói, hắn là một người tương đương cẩn thận. Chỉ là rất nhiều khi lợi thế trong tay quá ít, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Tu giả tầng đáy không có liều mạng thì lấy gì mà đấu. Thế nhưng đúng lúc này, nhu cầu của hắn cùng điều kiện của đối phương cũng không đạt tới mức hắn phải chịu tình trạng hiểm nguy như thế. Tả Mạc mặt vô biểu tình. Xin lỗi, ta gần đây rất bận. Tả huynh đệ. Bỗng nhiên, từ phía sau truyền tới một thanh âm có chút quen tai. Tả Mạc sửng sốt, quay sang, không biết từ khi nào một bạch y nam tử đứng sau lưng hắn. Nam tử này, Tả Mạc thấy có chút quen mắt, gặp qua chỗ nào nhỉ? Ồ, đây không phải là Lâm Khiêm sao? Tả Mạc rất nhanh nhớ tới đã gặp người này ở đâu. Dù sao người anh tuấn như hắn cũng không nhiều lắm. Công tử nhà giàu, dê béo. Thằng này còn chưa đi sao? Tả Mạc có ấn tượng khá tốt với vị dễ nhìn trước mặt. Lại lần nữa gặp mặt cũng khá vui vẻ. Ta nói cho Lâm Khiêm, ngươi sao còn chưa đi? Lâm Khiêm cười nói, thần thái ôn hòa khiêm tốn. Bất giác hai người đã kéo gần khoảng cách. Ha ha, đấu kiếm hội là trò chơi tốt như vậy. Nếu cứ như vậy rời đi thật không thấy được biểu hiện sáng chói của Tả huynh đệ, thật là sẽ ôm hận cả đời. Lâm Khiêm nói như vậy, Tả Mạc có chút xấu hổ, đột nhiên nói, ta may mắn mà thôi. Học thức của Lâm Khiêm hơn xa hắn, nhưng thủ đoạn nhỏ của mình hẳn là khôn vặt,
Thế nhưng cũng phải nhìn lại ở trước mặt mình là ai. Chỉ bất quá khuôn mặt cương thi của hắn không thể nào đỏ lên. Lâm Khiên cười sang sảng, may mắn cũng là một loại thực lực. Rồi hắn nhìn về Tố đang đội mũ đeo xa đen, mỉm cười, không nghĩ tới tại nơi này lại thấy Tố sư muội. Thay ta hỏi thăm Văn Trần Nhân, ngươi là ai? Tố thanh âm băng lãnh, mắt phượng chớp động, hàn quang xuyên thấu hắc xa, chợt lóe lên rồi mất. Áo quần chấn động, tựa hồ tùy thời xuất thị. Đột nhiên bị một người xa lạ gọi ra chân tướng, sự kinh sợ của nàng có thể tưởng tượng ra. Mấy trưởng quỷ xung quanh biến sắc. Tạ Mạc cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, thầm hoảng sợ. Vốn là Tố luôn thần bí vô cùng, lại càng thêm bí hiểm. Lâm Khiêm không chút ảnh hưởng, cười nói, sư muội không gặp qua ta, tự nhiên không nhận ra. Hắn tựa hồ cũng không muốn nói tới vấn đề này, cười nói với Tạ Mạc, Tạ huynh đệ, vì sao không có hứng thú với đề nghị của Tố sư muội? Theo ta biết, 10 tên đứng đầu ngoại trừ phần thưởng, nếu là đệ tử bản địa, còn có một chỗ tốt khác nữa. Tạ Mạc sừng sốt gãi đầu, chỗ tốt khác, vì sao ta không biết? Lâm Khiên cười ha ha, thiên cơ bất khả lộ. Chỗ tốt lớn, phải có mạng mới tiêu thụ được. Tạ Mạc nhún vai lơ đễnh, luyện hóa hàn thiết từ cấp 4, hắn thật ra có thể miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng khắc phù trận, trên kiếm phôi lại còn dùng nguyệt hoa lưu thương để khắc. Đây đã vượt xa năng lực của hắn. Hai người lúc trước đã quen, Tạ Mạc cũng nói thoải mái hơn nhiều. Lâm Khiên khá thích thái độ thoải mái của Tạ Mạc, nghe vậy bật cười, Tạ huynh đệ không tin tưởng bản thân sao? Tạ Mạc cùng Lâm Khiêm nói chuyện, Tố Phần Bảo Trì trầm mặc. Nàng dù ngốc cũng nhìn ra Lâm Khiêm là đang giúp nàng, xem ra Lâm Khiêm cũng không có ác ý. Tạ Mạc cười hắc hắc, hết cách, ta mới là trúc cơ kỳ, nếu ta tới ngưng mạch kỳ trở lại tìm ta, chỉ cần giá cả hợp lý là không thành vấn đề. Hắc xa của Tố rung động. Chờ Tạ Mạc tới ngưng mạch kỳ là lúc nào? Tu luyện có rất nhiều thứ là vô định, không ai có thể bảo chính mình mất thời gian bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới nào. Trong quá trình tu luyện có rất nhiều tình huống quái dị, dù là thiên cao tối cao cũng vô pháp tránh khỏi. Lâm Khiêm trầm ngâm, nguyên lai là Tạ huynh đệ lo lắng vấn đề này. Ta thật ra biết một biện pháp có thể giải quyết, nói nghe một chút coi. Tạ Mạc có thể nghe chút, Lâm Khiên có kiến thức uyên bác, rất có thể sẽ giải quyết được vấn đề tu vi. Tạ huynh đệ thần thức hơn người, không bằng dùng tới song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận. Lời của Lâm Khiên như sét đánh phá tan màn đêm, hắn như bị định thân, không chút nhúc nhích. Song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận, song liên hoàn tứ chuyển hỏa trận. Tạ Mạc hai mắt ngờ nghịch, tựa như là mê dại, thì thào. Hắn đặt mông ngồi xuống đất, mấy khỏa tinh thạch hiện lên nơi tay, bắt đầu bày ra phù trận trên mặt đất. Lâm Khiên khoát tay với một trưởng quỷ, vị trưởng quỷ lập tức hiểu ý đi đóng cửa hàng. Tố có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lâm Khiêm, nhưng vẫn bảo trì trầm mặc. Nàng biết Tạ Mạc đang tỉnh ngộ, tỉnh ngộ là trạng thái chỉ ngộ không thể cầu, nếu là bị cắt đứt liền khó tiến nhập cái trạng thái thần diệu này. Lâm Khiêm bỗng vẫy tay với Tố, cũng xoay người rồi đi tới một gian phòng khác. Tố đắn đo chút ít rồi cũng đi theo. Tố vừa vào phòng, gian phòng sáng lên, âm thanh toàn bộ tiêu tán. Nàng cảnh giác, thực lực của người trước mặt quả thật là thâm bất khả chắc. Lâm Khiêm cười nói, Tố sư muội yên tâm, đây chỉ là cấm âm cấm chế. Sư muội có chút nghi ngờ với thân phận của ta. Nói tới đây hắn lấy ra một ngọc bội, sư muội có nhận biết vật này không? Tố cách hắc xa nhìn vào ngọc bội trên tay Lâm Khiên, thân thể khẽ run, cũng không thể bảo trì trấn tĩnh. Tâm hồ bội. Lâm Khiêm cười, chậm rãi đưa ngọc bội tới trước mặt Tố. Tố tiếp nhận ngọc bội. Hồ trên ngọc bội như tranh vẽ, rất linh động, thỉnh thoảng biến ảo, thì gợn sóng như gió nhẹ thổi qua, khi thì phẳng lặng như gương. Cảm thụ khí tức quen thuộc truyền tới từ ngọc bội, tựa hồ có một cấm chế như bản môn. Nàng lập tức biết ngọc bội trên tay thật là tín vật của bản môn. Thế nhưng chưa từng nghe nói trong môn phái có tiền bối nào có đệ tử như vậy. Nhưng tâm hồ bội là vật thật, có thể có được tâm hồ bội đều là trường lão trung tâm của bản môn. Sư phụ nàng có một chiếc, tựa như các đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất của môn phái. Nàng cùng Cổ Dung Bình cũng không có tâm hồ bội. Bản môn có quy củ, thấy ngọc bội như thấy chân nhân. Tố khom người bái kiến sư thúc. Lâm Khiêm hoàn lễ, sư muội khách khí,
ta cùng sư muội tuổi cũng sấp xỉ, cứ xưng hô là huynh muội cho thỏa đáng. Hơn nữa ta chưa từng về môn phái, xưng hô sư thúc cũng không có thỏa đáng. Tôi không biết nên nói cái gì, không thể làm gì hơn là bảo trì yên lặng. Nàng đang cực kỳ khiếp sợ. Từ sư huynh xuất hiện đến giờ, nàng không cách nào xác định tu vi của sư huynh. Càng nhìn không thấu, nàng càng khiếp sợ. Điều này nói cho thấy thực lực của sư huynh ít nhất cao hơn nàng 2 tầng. Không biết vị tiền bối nào bồi dưỡng ra một nhân vật kinh khủng như vậy. Nàng bỗng thấy may mắn, Lâm sư huynh là đệ tử của bản môn. Mấy trưởng quỷ nhìn quang mang chớp động ngoài gian phòng, biết điều không nhìn vào. Khi Tả Mạc mở mắt, Tố cùng Lâm Khiên nhìn vào hắn. Lâm Khiên cười nói: "Chúc mừng Tả sư đệ, sau này tài lộ của Tả huynh đệ lại mở rộng không ít." Lời của Lâm Khiêm khiến Tả Mạc vừa phục hồi tinh thần rất hài lòng. Hắn kiến lễ: "Còn đã tạ Lâm huynh, không có sự chỉ điểm của Lâm huynh, ta cũng không thể nghĩ ra biện pháp này." Lâm Khiêm lắc đầu cười: "Đây là bản lĩnh của chính Tả sư đệ, ta chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Tả sư đệ có thể thực sự thực hiện, ta kinh ngạc." Tả Mạc không nói nữa, hắn thầm nghĩ lại trạng thái thần kỳ kia. Hắn rất khó có thể miêu tả được trạng thái vừa rồi, cũng rất khó nhớ rõ mình rốt cuộc là hiểu ra cái gì. Nhưng hắn hình như đã phá tan một màng ngăn cách rất mỏng manh. Rất nhiều thứ trước nay hắn không để ý, không rõ ràng, bây giờ đã hiểu ra, sáng tỏ chưa từng có. Loại cảm giác này thực quá tuyệt vời. Hắn đứng yên, lặng lặng suy ngẫm, mãi tới khi bình tĩnh lại mới lại ngẩng đầu lên. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào đã trôi qua 2 canh giờ. Nhìn mảnh nhỏ tinh thạch rải rác dưới sàn, hắn có chút xấu hổ. Thí nghiệm phù trận trong cửa hàng của người khác lại không bị đuổi ra, là nhà cửa hàng này thật dễ nói chuyện. Khi hắn nhìn liếc qua cửa hàng đã đóng chặt, có chút giật mình, lại nhìn thấy Lâm Khiên phất tay áo ra hiệu một trưởng quỷ mở cửa, lúc này mới bừng tỉnh. Nhưng hắn càng cảm thấy hiếu kỳ với lai lịch của Lâm Khiên. Từ khi Lâm Khiêm xuất hiện, hắn liền phán đoán dê béo công tử ca là có địa vị không thấp. Bất quá hiện tại xem ra, địa vị của đối phương còn cao hơn mình tưởng tượng nhiều. Nhìn trường quỷ cung kính với Lâm Khiêm, Tả Mạc đoán, chẳng lẽ Lâm Khiêm là chủ nhân của Bách Bảo Phi Các sao? Nhưng khi hắn gặp Lâm Khiêm lần đầu, biểu hiện của Lâm Khiêm không giống như người đã tới Đông Phủ. Chú ý tới ánh mắt của Tả Mạc, Lâm Khiêm thong dong cười nói: "Bây giờ Tả huynh đệ có nắm chắc luyện chế không? Nếu Tả huynh đệ đáp ứng, Ngũ Sắc Tháp liền thành một bộ phận thù lao của Tả huynh đệ. Ngoài trừ tiền công sư muội trả cho Tả huynh đệ, ta còn trả thêm. Ngày sau nếu Tả huynh đệ tới đây mua hàng sẽ được giảm giá 20%. Sao? Những điều kiện này Tả huynh đệ có thỏa mãn không?" "Điều kiện tương đương ưu đãi. Giá thực của Ngũ Sắc Tháp không cần phải nói, chỉ là 20% ưu đãi không phải là chuyện chơi." Ngay khi mọi người cho rằng điều kiện này có thể đả động Tả Mạc, hắn lại lắc đầu. Lâm Khiêm ra ý mời nói: "À, Tả huynh đệ có yêu cầu gì cứ nói thẳng." Tả Mạc lại khiến mọi người bất ngờ: "Đơn hàng này ta tiếp, về phần thù lao vừa rồi Lâm huynh đã trả." Ngay khi mọi người sửng sốt, Tả Mạc chỉ Ngũ Sắc Tháp: "Ta mua Ngũ Sắc Tháp." Nói xong xuất ra một đống tinh thạch. Mọi người đều chấn động. Tả Mạc tu vi thấp, mặt như cương thi, nhưng lúc này trong lòng họ đột nhiên trở nên quang minh lỗi lạc. Tố sau tấm sa che mặt cũng cảm thấy nàng đã biết hai người khác nhau. Tả Mạc lúc này nào có chút hèn mọn, tham lam. Chẳng lẽ đây mới là chân diện mục? Quả nhiên sư phụ nói không sai, không chỉ nhìn người qua tướng mạo. Ngay khi nàng vô cùng kinh ngạc, bỗng nghe Tả Mạc nói bổ sung một câu lộ vẻ đau lòng: "Nhớ kỹ, giảm giá nhé." Tả Mạc mang theo một đống lớn đồ vật trở về. Trừ Ngũ Sắc Tháp còn có một đống lớn các loại tài liệu. Tinh thạch trên mình bị hắn tiêu sạch sành sanh, nhưng hắn còn có nạp hư giới, hoàn toàn không cần bận tâm về vấn đề phụ trọng. Các tài liệu tại Bách Bảo Phi Các có phẩm chất tương đương cao cấp, ngoài nơi này tại Đông Phủ Tả Mạc không sao kiếm được. Mà hắn nghĩ không biết năm nào tháng nào mới lại đi tới Bách Bảo Phi Các. Hơn nữa các loại tài liệu hắn đều dùng được, cũng không có cái gì là chịu thiệt. Nhìn vào tài liệu chất chồng trong nạp hư giới, Tả Mạc thỏa mãn, không chút tiếc thương vì đã tiêu hết tinh thạch. Hắn cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tâm không chút gợn sóng. He he, bồ, cho người biết thế nào là một nghèo hai trắng. Trong đó còn có 4 khối hàn thiết từ cấp 4, 1 bình liệt hỏa đan, 1 bình nguyệt hoa lưu thương, 1 ngọc giản. Liệt hỏa đan là thủ lao, ngọc giản có ghi chép các phù trận cần thiết để khắc lên 4 kiếm phôi.
Tả Mạc mới bước ra Bách Bảo Phi Các liền nghe tới thanh âm vô cùng cấp thiết của Bộ Yêu: có tinh thạch không? Tả Mạc không nhìn nổi cười, ôm bụng cười phá lên. Bộ Yêu mới tỉnh lại hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng: cười cái gì? Tả Mạc kiềm chế mãi mới nhịn cười, cố tỏ ra nghiêm túc nói: không, không có gì. Người không nói sớm, ta vừa mua đồ xong, tinh thạch đã tiêu xài sạch sành sanh. Bộ Yêu sửng sốt lại hỏi: một viên cũng không có sao? Tả Mạc khẳng định đáp lời: một viên cũng không. Có thể sửa Bộ Yêu một vố, Tả Mạc cực kỳ đắc ý. Ngồi trên chim ngốc, hừ hừ theo làn điệu. Chim ngốc vừa bay vừa lườm Tả Mạc, thực cũng không chịu nổi, oa oa kêu loạn, lấn át âm thanh của Tả Mạc. Tả Mạc đang cực vui thành cực giận, không chút khách khí đấm cho chim ngốc một cái vào đầu. Kêu la cái gì? Không nghe được ca đang hát sao? Chim ngốc choáng váng thật lâu mới bình ổn lại, ù rù cúi đầu, vô lực bay tiếp. Tả Mạc tiếp tục gào khàn, thật không dễ dàng bay về Tây Phong tiểu viện. Vừa mới hạ xuống đất, chim ngốc đã vội vàng chạy tới bên rảnh nước nôn mửa. Tả Mạc liếc nhìn chim ngốc, hừ lạnh: không thích giọng ca mỉ miều của ca, đây là một tội lớn nhất của ngươi. Về tới căn nhà nhỏ của mình, cẩn thận suy nghĩ lại hết thảy mọi chuyện hôm nay, Tả Mạc dần lâm vào trầm tư. Sự kiện này có rất nhiều điểm khả nghi, ví dụ như là thân phận của Lâm Khiêm. Lần đầu gặp Lâm Khiêm, Lâm Khiêm biểu hiện là một người không chút quen thuộc đồng phủ, nhưng hôm nay hắn biểu hiện khá quen thuộc chủ nhân Bách Bảo Phi Các, càng khiến Tả Mạc bất ngờ. Hắn gọi Tố là sư muội, nhưng Tố tựa hồ không nhận ra hắn. Lai lịch của Tố là bí ẩn, hiện tại Lâm Khiêm càng bí ẩn hơn. Tả Mạc đột nhiên cảm giác chuyện này khó hiểu. Tố còn được, nhưng Lâm Khiêm thủy chung mỉm cười, khiến Tả Mạc nhìn không thấu, một chút đều không thấu. Sau khuôn mặt ôn hòa kia, tựa hồ có cái gì đó khiến Tả Mạc ý thức phải cảnh giác. Chính là vì thế, hắn mới thủy chung kiên trì tự mình mua ngũ sắc tháp. Tuy tiêu tinh thạch, nhưng được cái tâm lý thoải mái, không có cảm giác nợ người ta, thực không quá hỏng bét. Nếu thiếu nợ một người không quen biết, không chỉ là hỏng bét, còn rất nguy hiểm. Mình có rất nhiều chuyện phải làm, mình còn phải tìm đáp án, Tả Mạc tự nói với mình. Hắn chuyển sự chú ý sang ngũ sắc tháp mới mua được. Đây là một ngũ hành pháp bảo chưa luyện chế thành công, khó trách là không bán được tại Đông Phủ. Tả Mạc nghĩ một chút cũng hiểu, Đông Phủ lấy kiếm tu vi tôn, tu giả luyện ngũ hành lấy luyện đan luyện khí là nhiều. Tại Đông Phủ còn không có ai giàu có tới mức tới Bách Bảo Phi Các tiêu 50 viên tinh thạch cấp 4 mua một pháp bảo luyện đan luyện khí. Một pháp bảo bán thành phẩm có thể bán được 50 viên tinh thạch cấp 4, đủ là thấy nó bất phàm. Tả Mạc không thể không mừng vì mình may mắn. Nếu ngũ sắc tháp đã luyện chế hoàn thành, bằng tu vi đáng thương của mình, căn bản không cách nào sử dụng. Cẩn thận xem xét kỹ ngọc giản tán tu kia để lại, Tả Mạc mới đại khái minh bạch ý đồ của vị tán tu này. Hắn không khỏi tán thán, vị tán tu này có giả tâm thật lớn. Vị tán tu này muốn luyện chế ngũ sắc tháp thành một thế giới ngũ hành hoàn chỉnh. Năm đoàn ngũ hành tinh khí qua sự luyện hóa không ngừng, cuối cùng sinh thành ngũ hành bản nguyên. Trong tháp tiến hành tương sinh tương khắc, hình thành một tiểu thế giới ổn định. Ngũ hành tinh khí sẽ tự do biến hóa trong tháp, còn ngũ hành thế giới này sẽ biến hóa thành dạng gì, ngay cả vị tán tu kia cũng không biết. Đương nhiên, đây chỉ là mục tiêu cao nhất của vị tán tu luyện chế nó. Vị tán tu kia cũng không phải là kẻ không thức thời. Trước khi đạt tới mục tiêu cuối cùng, pháp bảo này vẫn có rất nhiều diệu dụng. Ví như, ngũ sắc tháp thực là một dung khí phi thường đặc biệt. Mặc kệ thứ gì ném vào đó sẽ nhanh chóng bị phân tán thành ngũ hành tinh khí. Đương nhiên, nếu vật phẩm bị ném vào siêu quá phẩm giai của ngũ sắc tháp, tự nhiên không thể thực hiện. Mà nếu dùng nó để thúc động ngũ hành pháp quyết, công hiệu bội tăng. Ngũ sắc tháp là một thí nghiệm phẩm, cho nên trong ngọc giản có rất nhiều phỏng đoán của người luyện chế. Nhưng điều này không có quan hệ quá lớn tới Tả Mạc, còn lâu lắm hắn mới có thể luyện chế pháp bảo này. Tả Mạc rất hoài nghi mình du tới ngưng mạch kỳ, liệu có đủ khả năng luyện chế nó hay không. Chẳng qua không thể luyện chế cũng không sao, kẻ luyện chế nó đã làm xong khung. Đối với Tả Mạc lại rất đơn giản, chính là ném các vật phẩm ngũ hành vào trong đó. Nghỉ một chút ít, Tả Mạc đột nhiên khẽ bấm tay, một sợi tia lửa màu bạch nhục bay ra khỏi tay hắn, nhập vào ngũ sắc tháp. Tầng màu đỏ nơi ngũ sắc tháp đột nhiên sáng ngời, trung dần hỏa được ném vào trong nhanh chóng hóa thành hỏa hành tinh khí, xoáy vòng trong ngũ hành tháp tầng thứ hai. Kim mộc thì hỏa thổ, đỉnh tháp là kim, đáy tháp là thổ. Tả Mạc có thể cảm thụ rõ ràng được
hành hỏa tinh khí trong tháp lớn mạnh mấy phần. Tầng quang mang màu đỏ tán đi, nhưng thân tháp càng đỏ hơn trước. Tình hình này vừa ngoài ý muốn, vừa trong ý liệu của Tả Mạc. Trung dần hỏa có thể tăng thêm hỏa hành tinh khí cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Nhưng trung dần hỏa là hàn hỏa, cũng không có chút thể hiện nơi tháp. Nghĩ mãi cũng không ra, Tả Mạc dứt khoát, không suy nghĩ nữa, không ngừng ném vào các loại tài liệu. Nhưng tài liệu này vừa được ném vào sẽ nhanh chóng phân giải thành ngũ hành tinh khí, nhưng màu sắc thân tháp không có gì biến hóa. Chẳng lẽ phẩm giai không đủ sao? Tả Mạc nhạy bén tìm ra trọng điểm trong đó. Vừa rồi hắn ném vào là toàn là tài liệu cấp 1, ngũ sắc tháp không có phản ứng. Do dự một chút, hắn cắn răng ném vào trong đó một cây thanh mộc hương cấp 3. Thanh mộc hương vừa bay vào, một tầng lục quang đột nhiên sáng ngời, mộc hành tinh khí bên trong tức thì lớn mạnh hơn một chút. Suy nghĩ được chứng thực, Tà Mạc không quá cao hứng, ngược lại hít một hơi lạnh. Ngoan ngoan, ném vào một gốc thanh mộc hương cấp 3, một hành tinh khí trong tháp mới lớn lên được một chút. Cần bao nhiêu tài liệu cao cấp mới có thể lấp đầy đây? Mấu chốt là còn cần tài liệu tốt. Tà Mạc dự tính, khi ngũ hành tinh khí trong tháp tới mức độ nhất định, dù là tài liệu cấp 3 cũng không cách nào thỏa mãn. Đến lúc đó phải dùng cấp 4, cấp 5. Giống như là bị gáo nước lạnh, giống như bị tạt gáo nước lạnh, Tà Mạc lập tức giảm mất sự hưng phấn. Hắn hiện nay nghèo rách như sờ mướp, tuyệt không có khả năng dùng tài liệu quý hiếm tới lấp cái động không đáy này. Phương pháp nhanh chóng tiếp tục luyện chế nó bị Tà Mạc bóp chết trong nôi. Hắn bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể lợi dụng các tác dụng khác của ngũ hành sắc tháp. Một mặt nghiên cứu ngọc giản, một mặt mò mẫm ngũ sắc tháp, Tà Mạc thật sự tìm ra một cách dùng thực dụng. Tà Mạc phát hiện ngũ hành tinh khí trong ngũ sắc tháp có thể rút ra để sử dụng. Phát hiện này lập tức khiến hắn vô cùng vui mừng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.